Chào các bạn, có rất là nhiều trang web có nội dung rất hay, nhưng mà khi mà các bạn muốn copy để làm cái gì đó thì các bạn lại không copy được, kể cả ảnh lẫn text. Thì đây là một cái ví dụ, chúng tôi thấy là đây bôi đen vẫn được nhé, nhưng mà khi các bạn bấm chuột phải nó không lên cái gì cả, mà giả sử các bạn ấn Ctrl C thì khi đó các bạn dán sang bên này. Đấy, nó không ra cái, nó chỉ ra cái copy trước, copy cái này là copy mình copy trước khi mà mình ấn Ctrl C, nó không copy được. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái cách rất là đơn giản, các bạn sẽ sử dụng chôm nhé, chôm cốc cốc, thì các bạn sẽ thêm một cái tiện ích mở rộng, các bạn bấm vào cái dấu ba chấm này, sau đó là các bạn ấn vào công cụ khác này, các bạn ấn vào tiện ích mở rộng. Đấy. Các bạn nhìn thấy chưa, ba chấm này, công cụ khác, tiện ích mở rộng. Thì sau khi vào đây thì các bạn có thể tìm kiếm cái tiện ích mở rộng ở bên trên. Đây, các bạn bấm vào đây, bên trên cửa hàng trực tuyến. Các bạn làm như này nhé, bấm vào cái ba chấm này nhé, thì các bạn mới mở được cái cửa hàng trực tuyến ra này. Còn không thì các bạn không có cái cửa hàng trực tuyến. Và các bạn sẽ tìm một cái tiện ích mở rộng có tên là Enable Copy. Enable Copy. Thì khi đó là nó sẽ ra rất nhiều ứng dụng Enable Copy cho các bạn nhé. Sau đó thì các bạn ấn vào cái chọn vào cái tiện ích này, giao diện tiện ích, các bạn chọn vào cái tiện ích nhé. Đấy, thì mình đang sử dụng cái Enable Copy, nó có cái biểu tượng dấu tích ở trên đầu này. Đấy, thì các bạn hãy cài cái Enable Copy này. Đấy, thì các bạn ấn vào đây và ấn thêm tiện ích, thêm tiện ích. Thì một lát sau thì sau khi thêm thì nó sẽ được đưa đây, nhưng mà các bạn ấn đi thì nó bị ẩn đi. Các bạn muốn hiện lên thì các bạn ấn vào cái neo ghim này. Đấy, ghim đấy, và cái dấu tích này nó có màu hơi mờ mờ, còn nếu như mà các bạn muốn, khi mà các bạn muốn copy thì các bạn ấn lên để cho nó chuyển thành màu rõ, màu đen nhá. Thì khi đó các bạn copy bình thường, chuột phải chọn sao chép bình thường nhá. Đấy, rất là dễ dàng. Chúc các bạn thành công. Nếu các bạn muốn đầu tư cổ phiếu thì có thể liên hệ với mình.